Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay đề cập nâng cao vai trò của cấp ủy trong thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp đó là phóng sự Tùa Chùa nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các công trình dự án trọng điểm sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Điện Biên Phủ phát triển. Thời gian qua, các cấp ủy thành phố Điện Biên Phủ đã và đang nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Suốt mấy tháng nay, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên, Ban Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai nhiều giải pháp trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ liên quan đến dự án. Ban Chi ủy đã tổ chức quán triệt cụ thể hóa chủ trương triển khai dự án tới đảng viên trong chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tập trung tuyên truyền đến từng hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án về chủ trương của tỉnh, của thành phố trong việc mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Tuyên truyền để người dân hiểu, nắm được lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai dự án. Từ đó tạo nên sự đồng thuận, chủ động của nhân dân trong các phương án di rời đến nơi tái định cư, trả mặt bằng cho nhà nước khi có yêu cầu. Chúng tôi xác định là gì? Là đầu tiên để cho muốn được tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên với bà con dân thì trước tiên cấp ủy chúng tôi tìm sự đồng thuận. Chúng tôi thống nhất với quan điểm chỉ đạo chấp hành theo quy định trên. Thế sau đó thì báo cáo ông chí là từ những cái nhận thức trên ấy là chúng tôi đưa vào nghị quyết sang sinh hoạt chi bộ. Để nghị quyết này để cho bà con trước tiên để cán bộ đảng viên thông suốt về cái chủ trương sách này. Sau đó cán bộ đảng viên bởi đây là một trong những người làm công tác kênh tuyên truyền cho nhân dân. Thế từ những nhận thức trên ấy, do công tác tuyên truyền tốt ấy, thế thì đến giờ phút này báo cáo ông chí này cơ bản ấy là chúng tôi là bà con dân rất đồng thuận. Bà con dân thì rất đồng thuận việc này được. Ủng hộ nhà nước về xây dựng cái đầu tư nâng cấp cải tạo sân bay Bình Phủ, và trong đó các ông chí thấy không, ngay thì đằng sau chúng ta đây là tới đây là khu tái định cư này, bà con dân chúng tôi cảm thấy cũng được, bởi vì cảm thấy khi có điện có nước về là đời sống bà con dân rất cao. Thì tôi nói đến giờ phút này khẳng định gì, được có sự vào cuộc của cấp ủy chi bộ và lãnh đạo tổ dân phố, và được sự đồng tình ủng hộ cán bộ đảng viên và bà con nhân dân các dân tộc trên tổ dân phố 10 nói riêng và toàn phường nói chung, thì đến giờ phút này là chúng tôi kết quả thu được là báo cáo chí hiện nay công chí kiểm tra thấy là cái mặt bằng của chúng tôi là đơn vị thi công đã đảm bảo cơ bản. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì công tác tuyên truyền rất quan trọng, và cũng không tránh được cái việc mà người dân cũng còn có những lỗi, cũng có người chưa hiểu vấn đề nọ vấn đề kia. Thì tuy nhiên là chúng tôi cũng đã phối hợp với các phòng ban của thành phố xuống từng tổ dân phố một để họp để triển khai và giải thích cụ thể các cái nội dung mà người dân chưa hiểu, để người dân nắm được những cái chủ trương đấy để đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Và đến thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai phối hợp để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân về những cái chủ trương cũng như là các cái chế độ, và khi mà người giải phóng mặt bằng để người dân được hưởng những cái gì để người dân biết và đồng thuận. Và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi thấy là người dân đã đồng thuận rất cao và kết quả rất tốt. Tôi đã mua nhà ở nhà đây từ 1985 năm 2000 cho đến bây giờ. Thì bây giờ đến khi nhà nước mới được cải thành phố thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi, không có gì thắc mắc. Nhưng mà cái đền bù công xây dựng và đất lai tôi có phù hợp. Để công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo kế hoạch, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, kịp thời triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng chức năng, các đơn vị địa phương liên quan. Qua đó đã kịp thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, cấp ủy các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện dự án. Mặc dù đôi lúc tiến độ vẫn còn chậm, nhưng về cơ bản, đến nay việc triển khai dự án vẫn đang được gấp rút thực hiện. Xác định cái dự án cải tạo nâng cấp cảng không Điện Biên là một cái dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng và là một trong những cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của thành ủy cũng như là thành phố trong cái nhiệm kỳ này, thì thực hiện cái chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, thì trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố đã tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cái cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện dự án nâng cấp cảng không Điện Biên. Thì trong đó thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo của thành ủy do đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo, và các đồng chí trong ban thường vụ
làm trưởng ban chỉ đạo, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các cái cơ quan chức năng có cái biểu đồ tiến độ triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng kế hoạch. Và theo cái chỉ đạo chung của tỉnh là chúng tôi sẽ tập trung phấn đấu đến ngày 30 tháng 8 thì chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn để thực hiện các cái công tác thu hồi đất cũng như các quy trình thủ tục đầu tư để làm sao mà bàn giao mặt bằng được cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 8 để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch. Thì có thể nói thì với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy rồi các đồng chí trong ban thường vụ rồi thường trực tỉnh ủy thì ban thường vụ thành ủy cũng đã thường xuyên xuống chỉ đạo kiểm tra các chi đảng bộ, đặc biệt là trên địa bàn cái chi đảng bộ có cái phạm vi triển khai thực hiện dự án. Và kết quả đến hiện nay thì có thể nói là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì bước đầu đã có được nhận được những kết quả rất tích cực, đặc biệt là cái sự ủng hộ của người dân trong vùng dự án, là nhân dân rất đồng tình ủng hộ cái tiến độ triển khai thực hiện dự án. Không chỉ riêng dự án mở rộng cảng hàng không, hiện tại trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang triển khai hàng chục công trình dự án xây dựng trọng điểm như dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, dự án xây dựng bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ. Hầu hết các dự án đều ít nhiều liên quan và vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Điều này đã tạo nên sự chậm muộn và thiệt hại không nhỏ đến nguồn vốn đầu tư và ngân sách của thành phố. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, Thành ủy Điện Biên Phủ đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường vai trò của cấp ủy trong triển khai thực hiện các dự án, tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Cùng với đó, cấp ủy các cấp thành phố Điện Biên Phủ đã vận dụng linh hoạt trong từng trường hợp để lãnh chỉ đạo và triển khai cụ thể, từ việc nêu gương của cán bộ đảng viên đến công tác tuyên truyền vận động. Quá trình làm và thực hiện các cái dự án thì nó cũng có những vấn đề nọ, vấn đề kia có thể nó còn ách tắc, nhưng mà khi mình làm ấy là nó phải đúng các cái nội dung trình tự thủ tục theo phân cấp để cho bà con hiểu. Cái nào không hiểu thì chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng là cũng phối hợp để tuyên truyền cho bà con làm sao đó để bà con hiểu về luật và hiểu về các cái nội dung, đặc biệt là cái chế độ chính sách. Và chúng tôi nghĩ là quá trình làm thì nó không có gì nó suôn sẻ hết, nó có những cái nó ách tắc, đặc biệt là quá trình nghe và giải quyết ý kiến của dân ở tại cơ sở. Thì tôi nghĩ vấn đề này nó đang vấn đề khó. Thì quyền lợi của người dân ấy, thì khi người ta thấy chưa thấy thỏa đáng thì người ta chưa nghe. Nhưng mà có cái là tôi nghĩ là nếu mà ta thực hiện đúng luật, nếu mà luật nó không ấy thì ta phải giải thích cho bà con về luật. Thì người dân, người lao động thì người ta cũng ít hiểu biết về các cái luật, các nghị định. Nên là chúng tôi nghĩ là cái khó trong cái công tác tuyên truyền của ta thì là để gọi là tổ chức các cái hội nghị và các cái quá trình làm ấy thì làm sao đó để bà con hiểu hết cái dự án. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án trọng điểm, thành phố Điện Biên Phủ cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng dự án để có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Có như vậy mới tăng được tính chủ động đối với các cơ quan đơn vị, đồng thời nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện Tùa Chùa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tổ chức nhiều phần việc nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tùa Chùa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 18 chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Tùa Chùa phát triển bền vững. Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống và tạo chuyển biến mới rõ nét, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tùa Chùa đã khẩn trương ban hành chương trình hành động và chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Phân công từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Ban thường vụ huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là tập trung nghiên cứu, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch,
chương trình để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, huyện ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề toàn khóa và 3 chương trình hành động. Bên cạnh đó, huyện ủy cũng chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện nghị quyết. Trong đó chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện về nội dung chương trình hành động của huyện ủy, kế hoạch triển khai của Ủy ban Nhân dân huyện. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy phụ trách ở từng lĩnh vực và phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng nơi. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết thì trong thời gian vừa qua thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề để thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 và tiếp tục thực hiện 2 nghị quyết, đó là nghị quyết về phát triển du lịch năm 2018 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và nghị quyết về phát triển cây hoa băng và cây hoa anh đào, và đã chỉ đạo Hội đồng dân huyện cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy để ban hành và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cùng các cơ quan xây dựng đảng để tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cuối năm 2020, với sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Mường Báng đã cán đích nông thôn mới trong niềm vui phấn khởi của nhân dân. Đây là mốc son đáng tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Do đó, trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy chính quyền xã quyết tâm dồn lực lãnh đạo, chủ động xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, xã vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân trên địa bàn. Sau khi chính sách nhập, những phần thuận lợi của xã Mường Báng thì đã được sát nhập với người dân. Chúng tôi vẫn cố gắng phát huy kết quả đã được, sẽ tập trung chỉ đạo rà soát đánh giá thực trạng lại, để từ đó thì chúng tôi tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện. Một mặt nữa thì trong cái chương trình hành động của mình, ngoài cái việc phấn đấu đưa xã Mường Báng đạt cơ bản là chuẩn nông thôn mới ở thời gian tới thì chúng tôi còn phấn đấu là có từ khoảng 2 thôn bản đạt cái chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những tiêu chí quan trọng trong nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tùa Chùa lần thứ 18. Trong đó, nông nghiệp vẫn luôn là lĩnh vực kinh tế trọng yếu của huyện. Chính vì vậy, huyện Tùa Chùa đã xây dựng và ban hành nghị quyết số 06 về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới. Cụ thể hóa nghị quyết số 06, huyện ủy Tùa Chùa đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện tập trung xây dựng các đề án phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững, từng bước xây dựng, nâng cao giá trị các thương hiệu sản phẩm của huyện Tùa Chùa gắn với xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó, trên cơ sở các chương trình dự án hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Tùa Chùa đã và đang đầu tư nâng cấp, quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình phục vụ sản xuất, nâng cao khả năng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai, tích cực thử nghiệm, ứng dụng các giống cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, thích ứng với khí hậu thổ nhưỡng của khu vực và từng xã. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao, chú trọng hình thành phát triển các tổ hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn diện, sáng tạo và có chiều sâu. Tăng cường xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, có kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ nông lâm nghiệp vào đầu tư để thúc đẩy phát triển trồng cây công nghiệp, cây dược liệu dưới tán rừng. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 25 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả như liên kết sản xuất và chế biến tiêu thụ chè San Tuyết của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sa nhân xanh, sa nhân tím của công ty trách nhiệm hữu hạn giống lâm nghiệp Tây Bắc, liên kết nuôi trồng tiêu thụ cá rô phi đơn tính và sản xuất rau củ quả an toàn thực phẩm của hợp tác xã dịch vụ Mường Báng, liên kết sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm su su, chanh leo, bí đỏ, khoai sọ của hợp tác xã Mông, xã Trung Thu. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã Xính Phình, Tả Phìn, Tả Xỉn Thàng và Xín Trải tập trung bảo vệ, chăm sóc, trồng mới chè San Tuyết. Hiện nay, toàn huyện có trên 595 ha chè với sản lượng chè búp tươi đạt gần 73 tấn, chè thương phẩm đạt trên 12 tấn. Hiện tại, huyện có 3 sản phẩm chè được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao. Thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện lần thứ 18, huyện ủy cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề 06 về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới. Trong đó thì cũng đã đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để cụ thể hóa các cái mục tiêu nghị quyết, và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tập trung các cái biện pháp để triển khai thực hiện. Trong đó tập trung các giải pháp chính đó là: thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đảm bảo các diện tích sản xuất tập trung tại những cánh đồng lớn để duy trì ổn định sản lượng lương thực cây có hạt, phấn đấu đến năm 2025 đạt được 28.000 tấn. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao tại các cái vùng có khí hậu phù hợp phía Nam, phía Bắc của huyện, chú trọng một số đối tượng cây trồng theo định hướng phát triển của tỉnh như là cây mắc ca. Về chương trình mỗi xã một sản phẩm thì cũng đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các xã có tiềm năng lợi thế các cái sản phẩm dịch vụ, kêu gọi thành lập các cái hợp tác xã, tổ hợp tác là các chủ thể để phát triển các sản phẩm, cố gắng trong nhiệm kỳ sẽ đạt được tối thiểu thêm 8 sản phẩm OCOP. Và cuối cùng thì là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cái dự án, chương trình hỗ trợ của nhà nước thông qua các chính sách như chính sách 4 năm về hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm, hay thực hiện nghị định 62 về hỗ trợ bảo vệ quản lý sử dụng đất trồng lúa, các cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tùa Chùa là một trong 62 huyện nghèo nhất của cả nước. Vì vậy, các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước luôn được duy trì. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án được huyện đặc biệt chú trọng. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã tập trung triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất như hỗ trợ tiền khai hoang phục hóa ruộng bậc thang, hỗ trợ tiền khoán chăm sóc bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã triển khai quán triệt nghị quyết đó cho bà con nhân dân trên địa bàn xã để bám theo cái nghị quyết đó thực hiện cái việc mà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó thì trong thời gian vừa qua thì thực hiện cái nghị quyết của huyện Nam Bộ ấy thì và đồng kết với các cái chương trình hỗ trợ như là 135-30A hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như là hỗ trợ cho các cái hộ nghèo về giống trâu, cũng như là hỗ trợ cái công cụ hỗ trợ cho sản xuất. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tùa Chùa sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra. Và đến đây, chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.